Xin chào mọi người nhé. Hôm nay hướng dẫn mọi người cấu hình cái con thiết bị là 8045A520. Đầu tiên để việc cấu hình thành công ấy thì anh em phải lưu ý nó có một cái điều quan trọng như này là anh em phải có mật khẩu và ơ cao đường truyền. Đấy là một cái điều kiện cần thiết. Đầu tiên anh em truy cập vào cái địa chỉ của modem nhé, 192.168.1.1, xong anh em bấm enter. Thông thường thì anh em kết nối lần đầu tiên ấy thì cái modem nó sẽ có cái cảnh báo chấm than ở trên này, kết nối của bạn không phải là riêng tư, thì anh em bấm nâng cao, xong anh em kéo chuột lên và bấm là tiếp tục truy cập 192.168.1.1. Nó ghi là không an toàn rồi. Bấm đây. Password ở đây. Ctrl C đã. À, cái HVKTC28A447A1 đây chính là cái password để mình truy cập vào cái Wi-Fi. Để mà lấy được cái mật khẩu với cái tên đăng nhập thì mọi người lật mặt sau của Wi-Fi đây nhé. Tất cả những cái modem nó đều có cái mặt sau là nó đều đều có ơ cao và password admin này. Admin chữ A, chữ D, chữ M, chữ I, chữ N đều là viết thường hết. Password ở đây là cái dòng này, HVKTC ở đây. Em bấm login. Anh em tìm đến cái mục One Configuration. Đấy. Anh em click vào phần All New này. Username chính là cái tên ơ cao, còn password chính là cái mật khẩu đường truyền. Ở đây H018 này. Chữ G FTTH nhân NQ0 password NHP 3 I. Alo. Ơi. Anh đang ở nhà. Cũng rảnh sao vậy? Keo à? À. Đến sáng mai đi. Để mai anh qua kiểm tra cho, hay là người ta câu trộm thôi. À ok, để mai anh qua anh kiểm tra lại cho. Ok. Ok. Anh em để ý này, cái LAN configuration tức là mấy cái cổng LAN đấy, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 ở đây, nó cài là PC laptop. Ở đây là mấy cái cổng nó đang thông cái internet, nếu mà chưa thông thì anh em bắt buộc phải mở ra nhé. SSID name đây chính là cái tên wifi, anh em muốn đặt như nào cũng được, mình cứ đánh bình thường như này thôi. Đó, em lưu ý là nó báo lỗi này, nó không 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 được phép là chữ viết có dấu. Cái phần mốt đây là chính là cái phương án để anh em đặt này, ví dụ anh em không muốn đặt mật khẩu thì anh em để là open, để mật khẩu thì là VPA VPA2 đấy, còn bên dưới này là chính là cái mật khẩu của nó này, anh em xóa để đánh lại. Ở đây tôi sẽ không đặt mật khẩu nên để là open. Wi-Fi power chính là cái công suất phát của Wi-Fi. Anh em lưu ý nhé, này nó bảo là cái TX Power nó phải đến 100% này, anh em để là 100%. Rồi anh em bấm Next. Đây. Anh em vẫn phải đặt mật khẩu cho nó nhé. Next này. Anh em kiểm tra lại các thông số, ví dụ là cái WAN ở cao đường truyền này. DHCP là đang đang mở này. Đây tên Wi-Fi này.
mình đang mở mở tên wifi này, anh em bấm finish, như vậy là xong. Khi mà xong rồi thì anh em kiểm tra lại nhá, kiểm tra lại xem nó đã ok chưa. Để kiểm tra xem ok hay không thì anh em vào cài đặt nâng cao này, Advanced Setup này. Anh em vào chỗ phần van information để xem lại cái địa chỉ IP của nó đúng chưa. Đây anh em lưu ý này. Đây, đây là địa chỉ IP TR06 này, địa chỉ của là 16 này, còn địa chỉ IP là 100 này, địa chỉ 100 này. Nếu anh em muốn lắp toạt camera thì anh em gọi lên tổng đài để đổi lại nhé. À, cái lưu ý thứ hai nữa là anh em muốn cái ơ cao với cái mật khẩu thì anh em gọi lên tổng đài nhé, 18008119 để lấy lại cái mật khẩu. Đó. Ok, bây giờ thì anh em sử dụng bình thường rồi. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong một cái cấu hình, xong một cái con thiết bị 8045A520. Đấy. Anh em cũng kiểm tra lại cái speed test xem nhé, xem tốc độ mạng của nhà mình là bao nhiêu. Ở đây chắc ba mấy. Đây, khỏe phết anh ạ, 9 mấy% này. À, download 9 mấy. Ok, chào mọi anh em nhé, hẹn video tiếp theo thôi.